Vâng, xin chào anh em quý vị và các bạn. Ngay sau lễ hùng bây giờ là một sản phẩm cực kỳ đẹp trai của BMW, đấy chính là BMW Z4. Phải nói rất đẹp trai bởi vì ngay cả những chàng trai Thái Lan, những cô gái Thái Lan đều đang phải quay quanh để chụp hình cùng nó. Z4 là một thiết kế phải nói xuất sắc. Với tỷ lệ bây giờ nó đã cân đối hết rồi. Rất vui là đối diện gian hàng của BMW là mẹ, cho nên là khi quay cái camera ấy là lập tức là nhìn thấy hình ảnh video của Mercedes luôn. Có một ảnh đang diễn rất sâu để chụp hình. Và phía sau đấy là những cô gái. Thực ra đứng quan sát từ nãy đến giờ thì mình thấy những cô gái quan sát tìm hiểu chi tiết, ngồi vào ướm rồi đang hỏi thông tin này, xa xa kìa kìa. Đó, rất nhiều. Và dường như Z4 là một anh chàng quá đẹp trai luôn. Các bạn có thể thấy là cái tỷ lệ thiết kế của nó cân đối hơn ngày xưa rất nhiều. Ngày xưa thì cái đầu nó rất là dài. Z4 thì sẽ đỏ cùng với cả Boxster, với cả CLS của Mercedes. Phần đầu xe các bạn nhìn nhé. Phần đầu xe thiết kế nó như thế nào nhỉ? Trông nó mềm mại hơn đúng không? Hấp dẫn hơn và bắt mắt hơn nhiều. Nó có cái gì đấy châu Á hơn. Ngày xưa thì nhìn nó hơi lạnh, bây giờ thì nhìn nó mềm mại hơn. Thực sự là nhiều lúc là nhìn nó hơi giống cái gì đấy, cái nét thoang thoảng gì đấy của Kia. Đèn LED ma trận, LED magic. Công nghệ đèn của BMW thì cũng nằm ở top đầu thế giới rồi. Dưới tản nhiệt trông nó mạnh mẽ hơn. Không, nhìn nó hơi mạnh, nhìn nó hơi thể thao, nhưng lại nhìn nó cũng hơi có cái gì đấy hơi nữ một chút, rất dị. Nhưng mà thực ra mình thích cái lưới tản nhiệt này hơn thiết kế lưới tản nhiệt của 3 series. Hệ thống cảm biến trước, hốc hút gió phía dưới, cản dưới và bộ phanh M Sport. Ở thị trường Thái thì bản M Sport bán khá nhiều. Hầu hết các cái dòng xe trưng bày tại triển lãm này đều là M Sport hết. Thiết kế la răng đẹp thật. Đây là một thiết kế vô cùng quyến rũ. BMW Z4. Hốc hút gió bên cạnh. Rồi để tăng khí động học. Phần đuôi xe nào, phần đuôi xe, wow. Phần đuôi xe phải nói là đẹp, nói chung là BMW mà khen để có mà khen cả ngày. Bản M40i này dùng cái động cơ 6 xi lanh thẳng hàng và dung tích là 3.0 lít, khoảng 335 mã lực. Những cái hay của nó là nó dùng V-size điện tử, V-size M-Sport. Thực ra thì V-size M-Sport những khiến chiếc xe BMW nó trở nên hoang dại hơn thôi. Thường thì dòng chúng ta hay nói là dòng BMW sẽ thiên về cảm giác lái hơn. Các bạn có thể thấy này, bộ đôi rất đẹp. Tấm phanh tan khí phía trước, phía sau xin lỗi. Hốc đèn sau rất đẹp. Đây là chiếc mui mềm, Z4 mui mềm. Và chỉ mất khoảng 10 giây để đóng mở chiếc mui này. Các bạn hãy quan sát thiết kế phần khoang lái của Z4 nhé. Cái thiết kế phần màn hình phía sau này, vô lăng này, màn hình trung tâm này, bảng điều khiển trung tâm này, hay là cần số này, cụm cần số này, vân vân. Những cái thiết kế này là nền tảng chung để áp dụng cho các cái dòng xe của BMW rồi. Và các bạn có thể xem lại những cái video như là về 530 hay là về 740 hay là X7 mình vừa có chia sẻ đấy. Thì bạn sẽ thấy là những cái thiết kế là khá là tương tự, tương đối giống nhau. Có vẻ như cảm giác phần ghế ngồi là khá rộng trên cái mẫu xe 2 chỗ này. Và ghế trên những cái dòng xe thể thao thì chắc chắn là sẽ có thiết kế
ôm phần hai bên bên lưng, phần hai bên hông của người lái, để khi mà chúng ta chạy chúng ta có thể băng đuôi, chúng ta có thể cua, chúng ta có thể làm rất nhiều trò, nó giữ mình hơn. Đây các chế độ lái này, các chế độ lái trên xe này, Sport Comfort, Eco Pro, Adaptive Auto HUD đó. Và cần số trên Z4 thì sẽ không đẹp bằng cần số trên X7. X7 là bằng pha lê, toàn bộ cái mảng này bằng pha lê hết. Đóng mở mui ở đây. Đấy, nó điều khiển những cái hệ thống media rồi map rồi vân vân này, nó cũng ở cái nút quan băng này, khá đơn giản. Cái này là gì đây? Cái này là bằng nhôm đấy. Nhôm với họa tiết rất là đẹp. À, có cổng USB này, có sạc không dây. Thực sự là hãy tưởng tượng ở cái mẫu xe này, nếu như chúng ta ôm vô lăng chạy trên những cung đường biển và bên cạnh là một người bạn gái với mái tóc dài bay phấp phới thì còn gì lãng mạn hơn, thưa các bạn, còn gì lãng mạn hơn. Hệ thống loa trên xe là cũng là hệ thống loa surround Harman Kardon, lựa chọn tiêu chuẩn nhá. Da ghế là da cao cấp, sờ vào xem có mềm mại và êm ái không. Nói chung là sờ vào là chỉ thấy cảm giác thể thao thôi. Đấy, đấy các bạn nữ đang đi lau xe, vệ sinh xe, giữ gìn xe. Này tăng tốc từ 0 đến 100 km chỉ trong vòng khoảng 4,4 giây thôi. Khá nhanh. Và những chiếc xe của BMW lái thì sẽ có cảm giác gì đó nó hoang dại hơn. Nhất là chạy ở tua cao. Với mẫu xe này thì bộ vành 19 inch xem ra là quá khá là vừa vặn và có thiết kế kiểu một sport rất đẹp. Rồi, đó là những thông tin rất nhanh, hy vọng em nó sớm về Việt Nam để chúng ta có thể ôm vô lăng, có thể cầm lái, có thể văng đuôi, có thể làm nhiều trò với cái mẫu xe này để xem BMW có thực sự hay như những lời đồn hay không. Được không ạ? Rồi các bạn hãy đăng ký kênh, hãy rung chuông, hãy ủng hộ Autodaily để chúng tôi tiếp tục quay giới thiệu tới các bạn những cái sản phẩm mới nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.